Xin chào các bạn. Thì hôm nay cái video này mình sẽ làm về một cái chủ đề khác, không phải là chủ đề của cái mình đang làm dở, đó là APTOT ha, token APT của dự án APTOT. Thì hôm nay mình sẽ làm về một cái airdrop mới. Hôm nay một cái airdrop ha. Cái này là một phần hoàn toàn riêng lẻ. Thì ở trên đây sẽ là một phần Aerob ha. Đây là Aerob của EVMOS domain. EVMOS domain thì sẽ Aero sẽ chuẩn bị có một đợt Aerob cho những người dùng đang sở hữu tên miền EVMOS, đuôi là EVMOS. Thì không phải là 100% mọi người đều được, thì mình cũng chưa có rõ về cái điều kiện của đợt Aerob này. Đấy, nhưng mà bây giờ muốn cái bước đầu tiên mà mình muốn để có được Aerob thì ít nhất mình phải có tên miền, đúng không ạ? Thì ít nhất thì mình phải có tên miền. Đây, snapshot của nó sẽ là ngày 28 tháng 9 2023, và đợt đầu tiên Aerob của nó là ngày 1 tháng 10 năm 2022. Rồi thì nó sẽ tổng cộng có 3 đợt airdrop nè, có 3 đợt airdrop này. Thì đợt snapshot đầu tiên là ngày 28 tháng 9 nè, là hôm nay là ngày 23, còn 5 ngày nữa. Thì và đợt trả airdrop đầu tiên sẽ là ngày 1 tháng 10. Thì bây giờ cái điều kiện mà tiên quyết, là một điều kiện đầu tiên mà mình cần phải có, đó là các bạn phải sở hữu một hoặc nhiều tên miền có đuôi là .evmos. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể có được một cái tên miền EVMO V1, để mình cứ làm, biết đâu mình được. Thực ra mình tốn cũng chỉ có 5 đến 7 đô thôi, nhưng mà nếu mà mình trúng thì mình nhận về được nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng các dự án trước đây như thằng NS rồi các kiểu là mà anh thấy may mắn có thể có người nhận được cả mấy nghìn, có người nhận được cả chục nghìn. Rồi thì mình không dông dài nữa ha. Đây là EVMOS domain, đây là Twitter của họ. Đấy, following các bạn thì vào đây. Rồi, các bạn muốn có được, và đây là cái trang của EVMOS domain. Đây là trang EVMOS domain. Rồi, thì các bạn muốn thì ít nhất các bạn phải kết nối vào, đúng không? Các bạn kết nối vào thì đây mình sử dụng MetaMask cho hay, cho nhanh. Unsupport network, bởi vì sao? MetaMask của mình đang để ở một cái network khác, mình không để ở EVMOS, mình chuyển về EVMOS. Xong các bạn refresh lại một phát, tải lại một cái. Nó đã kết nối vào. Nó đã kết nối vào và đây là tên miền của mình đã sở hữu, mình mới mua ha, mình mới mua đây, mình có 3 cái. Rồi, thì hôm thực ra là mình chưa từng sở hữu cái tên miền này, và hôm nay mình mới làm, mình mới mua đây thôi. Thì mình có một cái trục trặc cho nên là mình làm cho các bạn, và mình đã giải quyết được ha. Thì mình làm để mình chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Thì đầu tiên là các bạn phải gì? Các bạn phải mình các bạn cứ sử dụng MetaMask đi cho nó nhanh ha. Vừa thứ nhất là nhanh, thứ hai là nó rất là tiện lợi. Và các bạn sử dụng MetaMask thì MetaMask hiện nay là đang có thông tin là sẽ airdrop, tại vì MetaMask khả năng là sẽ có, sắp tới đây thì sẽ có airdrop một cái token ha, cho mọi người, những người dùng MetaMask. Cho nên các bạn dùng MetaMask càng nhiều càng tốt, thì biết đâu sau này mình được ha. Cái này mình cũng không nói trước được điều gì hết, mình cứ làm thôi. Thì khi mình sử dụng MetaMask thì các bạn MetaMask thì đơn giản ha, các bạn vào cài đặt này, các bạn vào mạng này, xong rồi các bạn chọn thêm thêm mạng nè. Thêm mạng thì các bạn đánh là tên mạng, các bạn đánh là EVMOS URL RPC, thì các bạn đánh theo giống như mình đây, mã chuỗi lên đây, ký hiệu tiền tệ, và cuối cùng là cái dòng cuối cùng là các bạn cứ điền y chang vậy là được. Rồi sau đó các bạn lưu lại. Sau đó các bạn lưu lại. Các bạn lưu lại thì sau khi các bạn lưu lại thì đây. Đây cũng là địa chỉ của EVMOS. Rồi, bây giờ muốn có EVMOS tức là gì? Khi các bạn đã chuyển qua mạng EVMOS thì các bạn phải có EVMOS làm phí, đúng không ạ?
Thì rõ ràng rồi, Ethereum thì phải có ETH làm phí, mà Polygon thì là của Matic đó, thì các bạn phải có Matic làm phí, đúng không? Nói chung là các bạn sử dụng Solo thì các bạn phải có Solo để làm phí. Đấy, thì các bạn sử dụng mạng nào thì bắt buộc các bạn phải có token của mạng lưới đó để làm gì? Để làm phí giao dịch. Ok, thì đây như mình là mình sử dụng xong mình để lại cái này để mai mốt mình cứ dùng làm phí để làm gì mình làm. Thì bây giờ các bạn phải mua EVMOT ở một cái sàn giao dịch nào đó, đúng chưa? Các bạn phải mua EVMOT ở một cái sàn giao dịch nào đó để làm gì? Để các bạn có thể gửi vào ví của mình và để mình tiếp tục làm. Các bạn cứ vào EVMOT, đúng không? Đây các bạn vào thì các bạn coi giá các thị trường giao dịch, tức là cái market đó. Cái market thì đây có Huobi có bán EVMOT này, MSC này, CoinS này, Helix này. Đây thì các bạn ở thời điểm hiện tại thì mình là mình sử dụng mình sử dụng là MESC. Thì cái này là phí gửi là tốn mất 1 EVMOT, và các bạn phải có mua tối thiểu là 10 EVMOT áp, và tốt các bạn phải gửi tối thiểu là 10 EVMOT mới được ha. Nhưng mà cái trục trặc ở đây là gì? Cái trục trặc ở đây mình sẽ cho các bạn coi. Thì mình cũng nói với các bạn là mình sẽ gửi từ MESC sang MetaMask của mình. Rồi, thì cái trục trặc của mình là gì? Hàng MetaMask nó có hai cái mạng lưới. Địa chỉ, các mạng đây, thằng EVMOT có hai mạng lưới. Mình do mình không nghiên cứu nhau, không nghiên cứu thằng EVMOT là mình mới biết thông tin ở đây và mình làm thôi. Cho nên là mình thực sự là mình không biết gửi như thế nào. Mình không biết phải gửi theo mạng gì, mạng EVMOT hay là mình gửi theo hạng EVMOT ETH. Bởi vì sao? Thằng EVMOT nó đã chạy một cái mạng riêng của nó. Và thằng MetaMask đây ấy, thì thực ra là mình không biết, và mình cũng đã hỏi một số, mình lên mạng mình tìm cũng không ai chỉ, mình cũng có Twitter mình hỏi mà cũng không ai trả lời mình. Nhưng mà mình tự tìm hiểu và mình đã xác định được là gì, cái mạng các bạn nên chọn để gửi qua MetaMask là EVMOT ETH. À, mình xin lỗi, mình nói đến đây là nếu bạn nào biết thì bỏ qua cho mình ha. Còn mình chỉ nói với những bạn mà không biết thôi. Còn các bạn nào mà biết thì cũng đừng, cũng đừng có khó dễ với mình, tội mình ha. Rồi thì đây mình chỉ cho các bạn một cái cách, đó là một cái mẹo của mình để mình biết. Cái mẹo của mình là gì? Mình vô nạp token. Mình vô nạp token xong bắt đầu mình chọn là gì? Mình chọn EVMOT. Rồi EVMOT xong bắt đầu mình chọn mạng EVMOT. Thì khi mình create cái này là bạn phải create ra một cái địa chỉ của cái EVMOT của mình, đúng không? Và cái này mạng EVMOT thì nó có chữ cái gì? EVMOT đầu tiên, đúng không ạ? Và nếu các bạn chọn mạng ETH thì nó sẽ có địa chỉ là ERC20, đúng không? Đấy, thì vì mình phát hiện ra là như vậy cho nên là mình gì mình mới lựa chọn là chuyển EVMOT mạng ETH, và mình đã làm thành công và mà chính xác, không có vấn đề gì ha. Rồi thì tại vì có bao nhiêu bạn nói chung là không rành giống như mình thì đi mò rất là mệt, mình đã mò trên mạng, mình tra Google các kiểu mà không có ai chỉ bất cứ một cái gì hết. Cái này là phải tự mình tìm ra thôi. Còn những bạn nào mà quá giỏi tự biết thì mình rất là phục các bạn đấy. Rồi, đó là một vấn đề, và khi mình đó đó là vấn đề cốt lõi để các bạn có gì có thể chuyển được EVMOT từ sàn MEXC để qua MetaMask để các bạn sử dụng mua tên mình. Rồi sau khi mình chuyển được qua MetaMask, mình chuyển được qua MetaMask rồi đây, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ vào trang web app EVMOT domain, mình disconnect đi, mình bỏ cái này đi nha. Rồi có phải là các bạn vô trang là gì, app.evmode.domain có s phía sau, các bạn ấn connect, các bạn chọn là MetaMask. Sau khi chế kết nối vào đây MetaMask thì các bạn chọn đại một cái tên miền, các bạn tìm một cái tên miền. Bây giờ ví dụ như mình cho cái tên miền của EVMOT thì hiện nay với tên miền mà ba số ví dụ như G88 này, nó rất là mắc nha,
Đây này, nó vẫn còn này các bạn thấy không, nhưng mà nó tới thì 253 VMOT và trị giá hiện tại ở thời điểm hiện tại là khoảng tầm 640 đô cho một năm. Nếu các bạn lên 2 năm là sẽ là 1280 đô, đúng không ạ? Đấy, cho nên là với mạng 3 chữ số nó sẽ rất là mắc. Và ví dụ như với mạng 4 chữ số, với mạng 4 chữ số chẳng hạn, với mạng 4 ký tự thì ví dụ như mình chọn là G888, mình đánh sell low đi. Đây, thực ra mình cho các bạn biết là nó còn luôn, thằng sell low nó còn nhưng mà mình không có tiền mua, bởi vì đây, nó giá là 162 USD, 6160 USD, khá là mắc cho một cái tên miền như thế này. Nhưng mà đấy, thì bạn nào giàu thì có thể mua đầu tư, hên xui biết đâu mình bán được cục tiền sao, đúng không ạ? Thì đấy là mình rồi. Khi các bạn lựa chọn được tên miền xong xuôi, các bạn khi các bạn đã lựa chọn một tên miền xong, khi các bạn lựa chọn được một tên miền xong xuôi thì các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ ấn chữ đăng ký. Các bạn sẽ ấn chữ đăng ký. Xong các bạn chọn là register để ồ sao nó không chạy ta? Chắc nó biết mình không đủ tiền luôn hay sao á. Nó giỏi quá. Rồi để mình thử lại nha. Vô chọn đăng ký. À đây các bạn thấy không? Nó sẽ bạn nó báo luôn là nó biết ví mình không đủ tiền nè, cho nên là nó không chạy nè. Thì mình định là mình làm cho các bạn thôi, đến cái bước kia thì mình sẽ bỏ, nhưng mà nó đã khó, nó biết mình đủ tiền không cho làm. Thì các bạn sau khi chọn xong thì các bạn ấn đăng ký. Các bạn đăng, nó sẽ có một cái cây dài chạy, một cái cây dài như thế, một thanh dài này, nó sẽ có 1 2 3, nó là để nó cho mình biết các bước nó hoàn thành. Sau khi nó hoàn thành xong 3 bước thì nó sẽ có cái chữ là gì, nó có một cái chữ finish, nó có một chữ register ở đây thêm lần nữa. Thì các khi cái này các bạn ấn xác nhận á, thì bắt đầu nó mới trừ tiền trong MetaMask của các bạn. Và sau khi các bạn bấm xong thì nó khi hoàn thành thì nó sẽ bao giờ các bạn vô My Account. Các bạn vô My Account của các bạn thì các bạn sẽ thấy được tên, tên của mình ở đây. Và các bạn sẽ thấy được ngày hết hạn, như mình mua ngày 23 tháng 9 này 2022 thì nó một mình mua một năm thì nó là 2022. Thì sao nó sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 9 năm 2023, đó là tên miền của mình. Đấy, thì cho các bạn thấy luôn chứ mình cũng chả giấu giếm gì. Rồi, thì video của mình kết thúc ở đây. Thì nếu có trục trặc gì về việc đăng ký tên miền hoặc là có về các vấn đề gì thì các bạn có thể comment xuống, mình sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc tạo ví, hoặc là các bạn có thể transfer EVMOD sang để các bạn mua tên miền. Còn may mắn hay không thì mình chúc chính mình và chúc các bạn, những người mà làm theo mình thì may mắn để có được một đợt airdrop, có được ít tiền. Rồi xin chào các bạn, nếu các bạn thấy hay thì có thể like và cho mình một subscribe. Có gì hay thì mình sẽ làm video để mình hướng dẫn các bạn. Rồi, xin chào các bạn.